từ du khách ngộ độc tại Đà Nẵng không đủ chứng cứ kết luận nguyên nhân cụ thể. Đã tìm thấy du khách trượt chân ngã xuống suối tử vong ở Sapa. Chồng ra tay khiến vợ lẫn mẹ vợ nguy kịch, lời khai ban đầu của nghi phạm. Nghệ An, án mạng rúng động lúc sáng sớm, ba người thương vong. Cậu bé miền Tây dũng cảm quay lại cứu mẹ nuôi, chấp nhận có thể mất mạng. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trong bản tin trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống, cập nhật những thông tin về diễn biến dịch bệnh tại Việt Nam cũng như những tin tức nóng nhất trong 24 giờ qua. Cập nhật vụ đoàn 34 du khách từ Quảng Ninh bị ngộ độc đến nhập viện tại Đà Nẵng, cơ quan chức năng liên quan đã xác định được hai nhà hàng liên quan, tuy nhiên thì nguyên nhân cụ thể gây ra vụ việc vẫn không đủ chứng cứ kết luận. Đoàn 120 du khách Quảng Ninh đi du lịch Đà Nẵng từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 8 đã bị ngộ độc thực phẩm tập thể phải nhập viện. Tính đến 0 giờ 30 phút ngày 3 tháng 8, có tất cả 34 du khách điều trị tại Bệnh viện 199, Bộ Công an với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Ngay sau đó, thì Ban Quản lý An toàn Thực phẩm đã kiểm tra hai nhà hàng liên quan vụ việc là MP đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà và TS đường Nguyễn Tri Phương, quận Thanh Khê thời điểm kiểm tra nhà hàng mp chưa xuất trình các hồ sơ giấy tờ pháp lý theo quy định đoàn kiểm tra phát hiện nhà hàng này không bảo quản riêng biệt thực phẩm sống và chín cũng như không còn lưu mẫu thực phẩm liên quan đoàn khách du lịch Tiếp đó, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố Đà Nẵng đã thành lập đoàn thanh tra đột xuất với hệ thống các nhà hàng liên quan TS. Kết quả nhà hàng TS2 đường 30 tháng 4 quận Hải Châu có đầy đủ các hồ sơ pháp lý liên quan. Tuy nhiên, nhà hàng này không đảm bảo ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và đã chế biến trong bố trí bếp ăn, bảo quản thực phẩm trên thiết bị không đảm bảo vệ sinh. Nhà hàng SD đường Xô Viết Nghệ Tĩnh quận Hải Châu cũng có đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan. Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra, nhà hàng này không đảm bảo ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn. Tại nhà hàng AL đường 2 tháng 9 quận Hải Châu, chủ nhà hàng đã ký cam kết tự nguyện đóng cửa, không tiếp tục kinh doanh thực phẩm từ ngày bị thanh kiểm tra ngày 5 tháng 8. Tại nhà hàng ALB đường Võ Nguyên Giáp quận Sơn Trà, thời điểm thanh tra đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm. Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố Đà Nẵng đã họp hội đồng chuyên môn kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm với 34 người mắc. Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Đà Nẵng thông báo, tuy nhiên do không lấy được mẫu thực phẩm lưu của bữa ăn nguyên nhân, bữa ăn gây ra ngộ độc, nên không đủ chứng cứ kết luận nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm mà chỉ đưa ra hai nhà hàng liên quan vụ việc, nhà hàng MP đường Hồ Nghinh và nhà hàng TS đường Nguyễn Tri Phương. Theo Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố Đà Nẵng, đối với các vi phạm bị phát hiện tại các nhà hàng liên quan vụ ngộ độc nêu trên, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử phạt theo quy định. Không lấy được mẫu thực phẩm của bữa ăn gây ngộ độc, liệu hình phạt dành cho các cơ sở này sẽ là gì? Những du khách bị ngộ độc sẽ được bồi thường như thế nào? Những thông tin tiếp theo về vụ án sẽ được tiếp tục cập nhật trong video tiếp theo trong bối cảnh dịch bệnh đã không còn căng thẳng có rất nhiều gia đình tranh thủ đi nghỉ xả hơi sau thời gian dài đối phó với dịch bệnh và đáng buồn là những tai nạn sự cố bất ngờ đã xảy ra với một vài nhóm du khách bên cạnh vụ ngộ độc vừa được nhắc đến một nạn nhân du lịch tại sapa đã tử vong sau khi trượt chân ngã xuống suối Ngày 9 tháng 8, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, sau nhiều giờ tìm kiếm, các lực lượng chức năng đã tìm thấy nam du khách NTH, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại thành phố Bắc Giang. Anh NTH không may trượt chân ngã xuống suối Mường Hòa, thuộc địa phận thôn Tả Trải Mông, xã Tả Van, thị xã Sapa chiều ngày 8 tháng 8. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân NTH được lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thấy cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 50 mét về phía hạ nguồn vào 11 giờ ngày 9 tháng 8 ở địa phận xã Tả Van, thị xã Sapa. Nạn nhân được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 8 tháng 8, tại khu vực Homestay, Utopia, do anh Nguyễn Quang Trung làm chủ, tại thôn Tả Trải Mông, xã Tả Van, thị xã Sapa, có nhóm du khách gồm 4 người ra suối để chụp ảnh. Tại đây anh NTH không may bị trượt chân ngã xuống suối. Thấy vậy chị NTHT, vợ của anh Hát, sinh năm 1998, đã nhảy xuống cứu. Nhưng nước suối lớn, do mấy ngày qua trên địa bàn có mưa kéo dài đã cuốn trôi hai vợ chồng. Chị T may mắn bám được vào hòn đá và được người dân địa phương cứu lên bờ. Còn anh Hát bị trôi khoảng 10 mét ra khu vực nước sâu trời với và bị nước cuốn mất tích. Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền xã Tả Van đã huy động các lực lượng cứu hộ cùng người dân tìm kiếm ở khu vực chung quanh ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã sapa đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với nhà máy thủy điện sử bán tìm kiếm nạn nhân các du khách đến tham quan tại những địa điểm gần sông suối nên đặc biệt chú ý và cẩn trọng để tránh xảy ra những vụ việc thương tâm như trường hợp vừa qua Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam Hoàng Minh Phong, tên thường gọi Lì, 35 tuổi, ngụ xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, để điều tra về hành vi đoạt mạng người. Và nạn nhân không ai đâu xa lại chính là vợ và mẹ vợ của đối tượng này. Động cơ nào khiến cho Phong ra tay? Những lời khai ban đầu của nghi phạm đã phần nào hé lộ nguyên nhân vụ án. Theo đó, Hoàng Minh Phong là nghi phạm trong vụ chồng xuống tay với vợ lẫn mẹ vợ đến nguy kịch tại căn nhà trên đường Đống Đa, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng gây xôn xao dư luận. Sau khi bắt giữ Phong, lực lượng công an đã lấy lời khai ban đầu của nghi phạm. Phong cho biết giữa mình và vợ là chị ZNQH 22 tuổi có một con chung. Thời gian gần đây, hai bên mâu thuẫn nên không còn sống chung. Phong về quê, con chị H đưa con về ở với mẹ ruột là bà NTPL 49 tuổi. Ngày 8 tháng 8, Phong từ Thừa Thiên Huế vào Đà Nẵng để tìm vợ con. Lúc này, bà NTPL không cho Phong vào nhà thăm con. Hai bên xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại. Phong bực tức, liền rút hung khí mang theo trong ba lô ra tay với vợ, lẫn mẹ vợ nhiều lần liên tiếp. Hàng xóm nghe tiếng kêu la thất thanh nên chi hô lực lượng công an để ứng cứu. Khoảng 22 giờ 45 phút cùng ngày, nhận tin báo của trung tâm chỉ huy, đội cảnh sát 113 công an thành phố Đà Nẵng lập tức đến hiện trường, phối hợp với công an địa phương khống chế Hoàng Minh Phong, đồng thời đưa hai nạn nhân bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng. Lãnh đạo bệnh viện Đà Nẵng cho biết bà L nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi mổ cấp cứu, bệnh nhân đang được điều trị tại khoa hồi sức tích cực. trong khi đó, chị N bị nhiều nhát ở vùng mặt, bị thương phần mềm, hệ sức khỏe đã tạm ổn. việc mang theo hung khí cho thấy đây có thể không phải là hành động bộc phát mà có kế hoạch từ trước. liệu có đúng là nghi phạm đã chuẩn bị cho vụ án mạng này hay không, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ. vừa qua trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, một vụ án mạng kinh hoàng đã diễn ra vào sáng sớm khiến cho một người tử vong và hai người bị thương. Nhận được thông tin, công an huyện Quỳ Hợp đã truy bắt đối tượng thành công chỉ sau 2 giờ hắn lẩn trốn ở đồi keo sau hiện trường. Gây án mạng rồi bỏ trốn là trường hợp không hề mới. Với nghiệp vụ chuyên môn của mình, lực lượng công an đã nhanh chóng tìm ra đối tượng gây án. Sáng ngày 9 tháng 8, đối tượng bị nghi là sát hại một người và khiến hai người bị thương tại Nghệ An đã bị bắt giữ. Hiện công an đang tiến hành điều tra danh tính các nạn nhân và lấy lời khai đối tượng. Công an huyện Quỳ Hợp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong, hai người bị thương, đối tượng gây án đã bị bắt giữ. Sáng ngày 9 tháng 8, nhận được tin báo về vụ việc nghiêm trọng là một người tử vong, hai người bị thương xảy ra tại xã Yên Hợp, công an huyện Quỳ Hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, nhanh chóng truy bắt đối tượng. Chỉ sau gần 2 giờ đồng hồ, lực lượng công an bắt giữ thành công thủ phạm khi đối tượng lẩn trốn ở khu vực đồi keo phía sau hiện trường. Đối tượng gây án là Mạc Văn Dục, sinh năm 1990, chú xóm Bọc, xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp. Được biết Dục từng làm công nhân tại thành phố Hải Phòng, mới trở về địa phương và có dấu hiệu bất ổn về tâm thần. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Quỳ Hợp đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành điều tra, xử lý theo quy định. Thông tin ban đầu cho thấy Mạc Văn Dục có dấu hiệu tâm thần không ổn định, sau quá trình điều tra các cơ quan chức năng sẽ sớm có kết luận xử lý thích đáng dành cho đối tượng gây ra án mạng dùng động này. Tháng 7 mùa thu lá rụng vàng ấy mùa nhân loại đón Vu Lan, lễ Vu Lan là ngày lễ để chúng ta tưởng nhớ, biết ơn công sinh thành của cha mẹ, báo hiếu ông bà tổ tiên. Nhân dịp này hãy cùng chúng tôi nhìn lại câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm. Em Nguyễn Hữu Chính, 12 tuổi, ngụ ấp An Nghiệp, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, Sóc Trăng, không sợ nguy hiểm, dũng cảm lao vào cứu mẹ nuôi nhưng bất thành và đã khiến cho người nghe không khỏi xúc động. Vụ tai nạn đã qua đi, nhưng mỗi ngày chính đều phải chịu những cơn đau đớn do vết bỏng bao phủ kín cơ thể Lắng nghe những chia sẻ của bà Sarah, mẹ ruột của chính, về quá trình điều trị và phục hồi cho cậu bé, ai nấy đều phải xót xa trước hoàn cảnh éo le của gia đình. Chỉ 6% cơ thể bị bỏng nặng và hôn mê sau nhiều ngày, phép màu đã cứu sống chính. Tuy nhiên khi tỉnh dậy, chính phải đối mặt với nỗi đau vô cùng to lớn, kể cả về thể xác lẫn tinh thần khi biết tin mẹ nuôi đã qua đời. Suốt hai năm qua, chính vẫn chưa được đi học mà hàng ngày vẫn phải tập hồi phục đi đứng. Những ngày trái gió trời trời vết bỏng càng trở nên ngứa ngáy đau đớn tột cùng gương mặt em biến dạng da không còn đủ để vá các vết sẹo lùi lõm năm 2020 trong dịp nghỉ hè mong muốn kiếm tiền trang trải việc học chính xin đi chăn vịt thuê ở huyện Cờ đỏ thành phố Cần Thơ thế em ngoan hiền vợ chồng người thuê chăn vịt nhận em làm con nuôi bà Thạch Thị Sara, 44 tuổi mẹ ruột chính cho biết khoảng 8 giờ ngày 7 tháng 10 năm 2020 bà nhận tin con gặp nạn. Qua lời kể của cha nuôi chính, ông Hồ Chí Hùng 41 tuổi ngụ huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Và thời gian trên, phát hiện bình ga trên ghe neo đậu bị chính liền chạy khỏi ghe. Thế nhưng, khi biết mẹ nuôi còn trên ghe, quyết định quay lại kéo bà ra khỏi ghe. Đúng lúc này bình ga phát nổ, cả hai bị thổi bay xuống sông và nguy kịch. Chính được chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ nuôi được chuyển lên bệnh viện trợ rẫy. Tuy nhiên mẹ nuôi tử vong, chính bị phỏng 96% diện tích cơ thể, tiên lượng tình trạng rất xấu bà sara nói sau khi tai nạn xảy ra ba nuôi của chính thường xuyên ghé thăm tuy nhiên nhà ông cũng nghèo nên không hỗ trợ được gì gần đây thì ông không ghé nữa sau khi đến bệnh viện bà sara thấy con cuốn măng trắng kín mít xung quanh toàn máy móc dây chuyển dịch nó bắt động suốt nhiều ngày chính tỉnh lại một cách kỳ diệu và liên tục hỏi về mẹ nuôi khi biết bà không qua khỏi em khóc suốt hai ngày Đến nay mỗi lần nhớ đến mẹ nuôi em lại khóc, dai dứt vì không cứu được bà. Suốt hai năm qua, chính đã trải qua hơn 20 cuộc đại phẫu thuật tạo hình ghép da, phục hồi cử động. Tay chân em bị biến dạng, các ngón tay dính liền vào nhau, nói chuyện khó khăn, một bên tai bị điếc. Điều em mong ước là mau phục hồi để có thể trở lại trường học như các bạn. Bà Sarah buồn bã nói, chính vừa mới phẫu thuật kéo mi mắt, tách ngón tay nên không cầm nắm gì được. Phần da chân, da bụng đều bị lóc để đắp lên những phần bị bỏng, để nỗi không còn da để ghép được nữa. Dù muốn lóc da cứu con, nhưng da tôi không phù hợp nên không thể ghép được. Ngày ngày chứng kiến con đau đớn khiến tôi như đứt từng đoạn ruột. Sắp tới chính phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để tiếp tục ghép da, phục hồi cử động. Ngoài việc được một số nhà hảo tâm hỗ trợ để có tiền lo cho con, bà Sarah cùng hai người con phải làm thuê. Cha chính bị gãy xương sườn, sức khỏe giảm sút, mất khả năng lao động. Hy vọng rằng sẽ có nhiều nhà hảo tâm biết đến câu chuyện này của em chính để hỗ trợ gia đình và hơn hết có thể giúp em hiện thực hóa ước mơ đến trường như các bạn cùng trang lứa. Và khi đó mong rằng em cũng không bị phân biệt đối xử vì có ngoại hình biến dạng. Phía trước cuộc đời lắm trông gai, em chính hãy thật mạnh mẽ kiên cường vượt lên như cách mẹ em làm suốt 2 năm qua. Thưa quý vị, một tài xế đã không thoát khỏi lưỡi hái của thủ thần khi liên tiếp hai lần gặp tai nạn chỉ trong vòng một buổi tối. Đó là vụ việc vừa được ghi nhận trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tài xế xe tải sau khi gặp nạn chỉ bị thương nhẹ, đang đứng bên lề đường thì bất ngờ bị xe khách lao tới gây tử vong. Hai vụ tai nạn xảy ra vào khoảng tối ngày 8 tháng 8, trên quốc lộ 1 ở Khánh Hòa. Lần thứ nhất, người tài xế may mắn thoát nạn, nhưng lần thứ hai thì không. Thông tin ban đầu vào khoảng 19 giờ ngày 8 tháng 8, xe tải biển kiểm soát 75C08222 chạy trên tuyến quốc lộ 1 qua tỉnh Khánh Hòa theo hướng Bắc Nam, khi xe đến km 1385 385 500 quốc lộ 1, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, thì tự gây tai nạn lật xuống lề đường, tài xế bị thương nhẹ. Tuy nhiên đến 23 giờ, khi người tài xế này đang đứng trên lề đường, bất ngờ xe ô tô khách biển kiểm soát 73B01093 lưu thông hướng Bắc Nam tông trúng chiếc xe ô tô khách tiếp tục lao xuống lề đường bên phải tuyến, tông vào xe ô tô tải bị lật trước đó. Vụ tai nạn khiến tài xế ô tô tải tử vong, xe khách và xe tải bị hư hỏng. Tri Cục Quản lý Đường Bộ 3 cho biết, vị trí xảy ra tai nạn trên đoạn đường cong phải bằng phẳng mặt đường êm thuận, đường có 4 làn xe, có giải phân cách giữa, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ, thời tiết có mưa nhẹ, không có hệ thống điện chiếu sáng vào ban đêm, nằm ngoài khu đông dân cư. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ. Người dân khi lưu thông qua các tuyến đường quốc lộ vắng cần hết sức cảnh giác, chú ý quan sát để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. Cùng với các tỉnh thành phía Nam phòng chống dịch sốt xuất huyết, Hà Nội trong tuần qua cũng ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết tăng theo cấp số nhân. Trước tình hình đó, bên cạnh sự hỗ trợ của nhân viên y tế, mỗi hộ gia đình cũng cần chủ động trong công tác phòng chống sốt xuất huyết, không để dịch lan rộng hơn sốt xuất, xuất huyết đã trải rộng ở 26 quận huyện của Hà Nội. Tuy nhiên, một số người dân vẫn còn tâm lý chủ quan. Đó là nguyên nhân dẫn tới số ca mắc không ngừng gia tăng trong tuần này. Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, đến hết ngày 5 tháng 8, số ca mắc sốt xuất, xuất huyết và tay chân miệng trong tuần 30 đều tăng so với tuần trước đó. Một số quận huyện ghi nhận nhiều ca bệnh sốt xuất, xuất huyết trong tuần qua, bao gồm Ba Đình 19 ca, Đống Đa 16 ca, Thường Tiến 14 ca, Thanh Oai 10 ca, Thanh Xuân 10 ca đang chú ý trong tuần qua, thủ đô ghi nhận thêm 8 ổ dịch mới tại Đồng Đa 2, Thanh Oai 2, Thường Tín 2, Long Biên 1, Hoài Đức 1. Như vậy cộng dồn từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 608 ca bệnh sốt xuất, xuất huyết, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Thành phố có tổng cộng 55 ổ dịch phân bố tại 19 quận huyện. Trong số này, hiện 13 ổ dịch vẫn đang hoạt động. CDC Hà Nội dự báo số ca mắc sốt xuất, xuất huyết tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, nguyên nhân đang trong cao điểm mùa dịch. Kết quả giám sát tại nhiều điểm có chỉ số mũi, bỏ gậy cao vượt ngưỡng. Thôn Phú Nhiêu, xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên là một trong những điểm nóng của thủ đô về dịch sốt xuất, xuất huyết. Theo thống kê, chỉ trong thời gian từ 28 tháng 6 đến 20 tháng 7, thôn đã ghi nhận 31 ca mắc sốt xuất, xuất huyết. Qua kiểm tra, Sở Y tế Hà Nội nhận định, hầu hết các hộ gia đình tại thôn có thói quen tích trữ nước mưa ở các dụng cụ chứa nước như bể, thùng phi. Đây là nơi trú ngụ lý tưởng cho mỗi bệnh truyền sốt xuất, xuất huyết công tác phòng chống sốt xuất huyết chỉ thực sự có hiệu quả khi toàn bộ người dân và các hộ gia đình chung tay thực hiện. Nếu nghi ngờ bị mắc sốt xuất huyết, hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất làm theo hướng dẫn của bác sĩ để ngăn ngừa nguy cơ bệnh diễn biến nặng. Cuối bản tin là những cập nhật liên quan tới tình hình thời tiết. Vào chiều ngày 9 tháng 8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão với tên quốc tế Mulan. Đây là cơn bão số 2 trên Biển Đông kể từ đầu năm 2022 cho đến nay. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão lên tới cấp 8, giật cấp 10. Đến 13 giờ ngày 10 tháng 8, vị trí tâm bão trên biển phía đông bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 350 km về phía đông, đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10. Trong ngày 11-12 tháng 8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15 km một giờ, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực đông bắc của Bắc Bộ. Cảnh báo vùng nguy hiểm trên biển Đông trong ngày 10 tháng 8, gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, phía bắc vị tuyến 15,5 độ vĩ bắc, từ kinh tuyến 110,5 đến 114,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc biển đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 10, sóng biển cao 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Khu vực vịnh Bắc Bộ gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, từ tối và đêm ngày 10 tháng 8, gió mạnh dần cấp 6, sau tăng cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 10, sóng biển cao 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Gió mùa tây nam hoạt động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 2 đến 4 m biển động. Từ chiều tối ngày 10 tháng 8 đến khoảng ngày 12 tháng 8, khu vực bắc bộ Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa mưa to và rông, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 100 đến 200 mm một đợt, có nơi trên 250 mm một đợt thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại